Nhà nước Hồi giáo chiếm các di tích cổ thành Palmyra ở Syria, tiên từ Palmyra, Syria. Một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho biết là nhóm nhà nước Hồi giáo hiện đang kiểm soát những di tích thời La Mã nổi tiếng ở cổ thành Palmyra vài giờ sau khi chiếm thành phố này từ các tay lực lượng chính phủ. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng những phiến quân Hồi giáo đã chiếm địa điểm nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO hồi tối thứ Tư. Cho tới giờ thì chưa có báo cáo nào về sự hư hại của các di tích 2000 năm. Nhưng trước đây, chiến binh nhà nước Hồi giáo đã phá hủy nhiều di tích lịch sử vì cho rằng những cổ vật đó là của người ngoại đạo và không phù hợp với giáo lý đạo hồi. Giám đốc Cục Bảo vệ Cổ vực Syria, ông Mahmoud Abdul Karim cho biết, hàng trăm bức tượng đã được đưa ra khỏi Pamira trước khi phiến quân chiếm thành phố này. Những cổ vật khác không thể dời đi vì quá lớn, phiến quân đã đánh bật hầu hết binh sĩ chính phủ Syria ra khỏi cổ thành trong sa mạc này sau cuộc vây hãm kéo dài cả tuần và những vụ giao tranh ác liệt ở mạng bắc thành phố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Hoff ngày hôm qua cho biết là các giới chức Hoa Kỳ quan tâm về diễn tiến này và hy vọng là các địa điểm ở Palmyra không bị hư hại. Nhưng bà nói rằng bà không biết rõ là có thể làm gì hơn vào thời điểm này cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tái khẳng định sự hậu thuẫn dành cho Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và kế hoạch tái chiếm Ramadi trong lúc các lực lượng Iraq và dân quân Shiite bao vây thành phố này. Nhà nước Hồi giáo nắm quyền kiểm soát Ramadi vào hôm Chủ nhật sau nhiều ngày giao tranh mà giới hữu trách nói đã làm cho khoảng 500 người bị thiệt mạng.